Thưa quý vị, theo báo cáo từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá lợn hơi xuất chuồng trung bình tháng 11 đạt 51.000 đồng 1 kg, tương đương giá tháng 10. Tại thời điểm tuần đầu tháng 12 năm 2023, giá lợn hơi trung bình cả nước là 48.000 đồng 1 kg, là mức giá thấp nhất trong năm 2023. Mức giá này thấp hơn khoảng 13.000 đồng 1 kg so với thời điểm giá lợn cao nhất năm vào tháng 7 năm 2023, với giá trung bình cả nước là 61.000 đồng 1 kg. Trong khi giá thành sản xuất 1 kg lợn hơi dao động từ 45 tới 52.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, mỗi kg thịt lợn hơi xuất chuồng, người chăn nuôi hầu như không có lãi, thậm chí thua lỗ. Cục Chăn nuôi nhìn nhận nguyên nhân hiện tượng giá lợn hơi giảm ngang hoặc là dưới giá thành sản xuất trong thời gian gần đây là do sức mua thực phẩm của người dân nhìn chung là giảm nhẹ so với trước đây do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng khi lạm phát tăng. Sức tiêu thụ thực phẩm của các khu công nghiệp giảm mạnh do nhiều công ty giảm quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, lượng thịt lợn nhập khẩu tăng liên tục trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, tình trạng nhập lậu lợn sống, sản phẩm thịt lợn qua khu vực đường mòn, lối mở vẫn diễn ra tại một số địa phương, gây áp lực đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt lợn sản xuất trong nước do phải cạnh tranh với sản phẩm nhập lậu có giá rẻ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với chăn nuôi lợn trong nước. Thời tiết Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ xuống thấp. Nhiều đơn vị kinh doanh các thiết bị có tính năng sưởi ấm kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, tình trạng ế ẩm lại đang diễn ra phổ biến tại nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết rét buốt. Để chuẩn bị cho nhu cầu về thiết bị sưởi ấm, nhiều sản phẩm quạt sưởi và máy sưởi đã được các cửa hàng bày bán với đa dạng chủng loại và các mức giá phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hệ thống các cửa hàng chuyên bán các thiết bị sưởi ấm tại khu vực ngã tư, ô chợ Dừa, xã Đàn, thì lại khá im ắng, không có cảnh tấp nập người mua, kẻ bán như trước đây. Nói chung là cái lượng khách hàng vào cửa hàng thì năm nay là rất là ít. Nó cũng như mọi năm thì cách đây khoảng độ 3-4 năm về trước thì nói chung là còn bán được. Vì 3 năm trở lại đây thì nó kém, nó không có thấy khách mấy. Nói chung là về cái năm nay thì tất cả mọi mặt hàng thì nó cũng chậm lại ấy. Nên là kiểu kinh tế nó không có ấy, thì nó mọi người người ta cũng phải tiết kiệm lại. Nên người ta cũng mối đi. Nhiệt độ thì nó cũng không phải lúc nào nó cũng lạnh buốt như này. Thỉnh thoảng đấy, từ đầu năm đến giờ bây giờ, từ đầu đông vụ đến giờ bây giờ được 1-2 ngày thì cái mức độ sử dụng nó cũng không quá nhiều để mà họ phải lắp cái điều hòa hai chiều, thì cái máy sưởi nó rất là cơ động. Đấy, nhưng mà thì lại chỉ đa số là chỉ dành cho những cái người già và em bé thôi. Đấy, còn bình thường thì họ vẫn gọi là cũng chưa đến mức độ dùng lắm. Đấy. Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, nếu như những năm trước, thời điểm này trung bình một ngày bán được từ 20 cho đến 30 sản phẩm. Nhưng trong mấy ngày rét đậm vừa qua, thi thoảng mới có khách tìm hỏi mua. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài tình hình kinh tế suy thoái, người dân cắt giảm chi tiêu thì việc bùng nổ của thương mại điện tử mua sắm online cũng là yếu tố khiến cho các cửa hàng truyền thống rơi vào cảnh vắng khách như vậy. Theo tôi thấy bây giờ thời đại 4.0 rồi, những cái người tiêu dùng họ cũng rất là thông thái, họ có nhiều điều kiện để tham khảo hơn. Bây giờ cứ lên mạng gõ rồi ra các nền tảng mua bán online ấy, nó rất là nhiều hãng, mà đôi khi không cứ gì tư nhân họ bán đâu mà chính những cái cơ sở sản xuất ra họ cũng bán online, cho nên là họ không phải tự đi ra đến các cửa hàng tham khảo làm gì. Họ tư vấn online rất là nhiệt tình, rồi chưa kể là chính sách là giao hàng tận nơi, rồi là chính sách bảo hành sau sử dụng các thứ rất là ok. Cho nên là mình nghĩ là họ cũng những cái người bán tại cửa hàng này nó cũng ế là vì thế. Các đơn vị kinh doanh kỳ vọng nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng lên trong những ngày tới khi thời tiết rét đậm được dự báo sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp đa dạng các sản phẩm mẫu mã đảm bảo chất lượng, thì việc đẩy mạnh hình thức quảng cáo, đa kênh bán hàng để tăng tính cạnh tranh là cần thiết trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Để lan tỏa những sản vật mang giá trị tâm huyết của người nông dân rộng rãi tới người dân trong và ngoài nước, Báo Nhân dân vừa khai trương chuyên trang Mỗi xã một sản phẩm, chuyên trang OCOP vào chiều 19 tháng 12 tại trụ sở 71 Hàng Chống, Hà Nội.
với mục tiêu là kiên định định hướng, đồng hành, lan tỏa những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tế đời sống sản xuất, kinh doanh, kịp thời phản ánh và gợi ý những giải pháp để phát triển bền vững. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Báo Nhân dân chính thức khai trương chuyên trang về chương trình Mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP tại địa chỉ nhân dân.vn/OCOP. Với mong muốn chuyên trang trở thành nơi giới thiệu các cách làm hay, mô hình OCOP hiệu quả và là một trong những diễn đàn phản biện chính sách tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể, gợi mở tiềm năng cho các địa phương hợp tác và phát triển các sản phẩm OCOP. Chương trình còn liên kết với các đơn vị công nghệ để hỗ trợ gắn chip cho các sản phẩm OCOP. Thông qua việc gắn chip lên sản phẩm, có thể dễ dàng truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hiểu câu chuyện sản phẩm, hình ảnh sản phẩm. Bên cạnh đó, còn có sự kết nối với nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm thông qua nền tảng xã hội TikTok, TikTok Shop với mục tiêu hỗ trợ kênh bán hàng kinh doanh các sản phẩm OCOP. Với sự hợp tác của TikTok Việt Nam, chuyên trang OCOP được kỳ vọng sẽ là cầu nối đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là cơ hội để chắp cánh cho các sản phẩm truyền thống vươn xa, góp phần đưa hàng nông sản, đặc sản địa phương từ làng ra phố, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP thủ đô. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện việc chăm sóc cho đời sống của người lao động đang được các cấp công đoàn, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu tất cả người lao động đều có Tết, nhất là trong bối cảnh kinh tế vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh nỗ lực tìm đơn hàng để người lao động có việc làm, các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để công nhân có một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn. Thưởng Tết bằng tiền, hỗ trợ vé tàu xe. Đây là cách để doanh nghiệp vừa ghi nhận công sức của người lao động, vừa giữ chân họ để chờ phục hồi kinh tế. Kinh tế khó khăn, sức mua yếu trong cả năm 2023 khiến doanh số bán hàng nội địa của doanh nghiệp thực phẩm này chỉ bằng 76% so với năm ngoái. Kết quả sản xuất kinh doanh cũng chỉ đạt 85% so với kế hoạch. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn dành 30 tỷ đồng để thực hiện các chính sách chăm lo trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Cụ thể, công ty thưởng 2 tháng lương cho người lao động, mức lương thực nhận bình quân là 16 triệu đồng một người. Đặc biệt, lao động có tay nghề cao, đạt các danh hiệu thi đua được thưởng gần 2,5 tháng lương, tương đương gần 30 triệu đồng một người. Cụ thể là chương trình tặng quà cuối năm, tặng quà Tết, các những nhu yếu phẩm, rồi chương trình văn nghệ mùa xuân cuối năm sẽ dự kiến tổ chức vào 26 tháng 1 này, và cái chương trình tất niên của công ty. Thì sau chương trình tất niên của công ty thì sẽ tổ chức đưa cán bộ công nhân viên về quê bằng xe giường nằm. Thì sáng 23 là sẽ tổ chức về quê. Thì còn ngoài ra cái chương trình chăm lo cho các anh chị em cán bộ công nhân viên mà không có điều kiện về quê đón Tết thì sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 26 âm lịch. Còn đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản này, dù đơn hàng cũng bị sụt giảm như nhiều doanh nghiệp khác trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng ban lãnh đạo đã nỗ lực duy trì mức thưởng Tết như năm 2022. Nhiều doanh nghiệp khác tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức công đoàn cũng đang nỗ lực để người lao động có lương thưởng Tết. Các hiệp hội nghề nghiệp cho biết năm nay khó đoán về các mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc mức thưởng Tết phù hợp, còn một số doanh nghiệp khác sẽ thưởng khá hơn năm ngoái. Chế độ cũng giống như mọi năm là sẽ có liên hoan cuối năm, sẽ có tặng vé xe để anh em công nhân về quê và có thưởng tháng 13. Hoặc nếu mà tình hình tốt hơn thì có thưởng tháng 14. Nếu mà người mới thì khoảng 5 triệu, còn làm lâu năm thì 5 triệu cộng thêm tháng 14 nữa thì còn gấp đôi. Và đến thời điểm này thì qua cái tổng hợp và khảo sát sơ bộ thì công đoàn dự kiến năm nay thì số lượng chăm lo là khoảng hơn 40.000 đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn của 17 khu với số tiền dự kiến là hơn 23 tỷ. Các cái nội dung chăm lo Tết năm nay thì gồm có vẫn tiếp tục tổ chức cái chương trình đó là cái Tết sum vầy, rồi chuyến tàu mùa xuân, nó nằm trong tổng thể đó là cái chương trình tấm vé nghĩa tình, thì gồm có là tặng vé máy bay, tặng vé tàu hỏa, tặng vé xe, thì chúng tôi dự kiến thì cũng sẽ vận động để tặng khoảng hơn 30.000 vé cho đoàn viên và người lao động về quê nhân cái dịp Tết này.
Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12 và đầu năm 2024, ngành lao động tập trung theo dõi, giám sát trả lương, thưởng Tết, các khoản hỗ trợ cho người lao động. Với nhóm mất việc, khó khăn, đơn vị phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng 139.000 trường hợp, tổng kinh phí 71 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện có kế hoạch về chăm lo người lao động diện chính sách dịp Tết 2024. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra đến các công đoàn cơ sở nhiều chương trình chăm lo Tết thiết thực, hỗ trợ cao nhất cho công nhân, lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cơn sóng AI liệu có cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người? Có khoảng cách nào giữa sự phát triển AI giữa các nước phát triển và đang phát triển? Những nội dung này được thảo luận tại tọa đàm về nội dung trí tuệ nhân tạo trong tuần lễ VinFuture đang diễn ra tại Hà Nội. Ứng dụng AI có thể thúc đẩy tự động hóa nền kinh tế, song được cho là sẽ tác động tới số lượng công việc tay chân. Theo các nhà kinh tế học tại Goldman Sachs, Hoa Kỳ, khoảng 300 triệu người trên thế giới có thể sẽ mất công việc vì công nghệ này. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự ra đời của những công việc, vị trí mới với những kỹ năng mới cần thiết đi kèm. Bản thân mô hình AI cũng không hoàn hảo, vì vậy chúng tôi cần thực sự phát triển một lớp sàng lọc để đảm bảo rằng nội dung đầu ra từ AI đáp ứng các tiêu chuẩn cộng đồng. Bất kỳ công nghệ mới nào cũng sẽ mang lại sự thay đổi cho xã hội, vì vậy chúng ta cần phải cởi mở, đón nhận sự thay đổi đó, bởi chỉ riêng AI sẽ không thể thực sự giải quyết được tất cả các vấn đề mà con người đang gặp phải. Năm 2023 chứng kiến những cuộc cạnh tranh bùng nổ về trí tuệ nhân tạo AI. Các chatbot AI trở thành nơi tìm kiếm và truy vấn thông tin của hàng triệu người. ChatGPT của OpenAI đạt mức 100 triệu người dùng chỉ trong vòng 2 tháng, mức tăng trưởng kỷ lục so với bất kỳ loại dịch vụ Internet nào. Song, mức đầu tư luôn là một con số khổng lồ. Theo ấn phẩm công nghệ The Information của Mỹ, chi phí vận hành đắt đỏ của ChatGPT đã khiến OpenAI lỗ hơn nửa tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Ngày nay, quy mô tính toán cần thiết cho AI đã trở nên lớn đến nỗi chỉ có một số ít công ty trên thế giới có thể gồng gánh được. Sự hợp tác giữa các tổ chức hoàn toàn có thể là một chìa khóa. Khoảng cách hạ tầng số có lẽ là một trong những thách thức lớn nhất cho các nước đang phát triển. Nhưng tôi tin các giải pháp sẽ đến sớm vì khi có một thị trường rộng mở cho những ứng dụng này, ắt sẽ có những cơ hội được tạo ra. Tại Việt Nam, một trong những điểm sáng về AI là nhiều viện, trường, tập đoàn và công ty công nghệ đã dành nguồn lực vào lĩnh vực mới mẻ này với sự đón nhận từ cộng đồng người dùng trong nước. Tại thì Việt Nam hoàn toàn có thể là các bạn có thể bắt kịp là cái việc là xây dựng nền tảng của chính mình. Một cái ví dụ là những cái mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt như là Phở GPT hoặc là những cái mô hình ngôn ngữ tiếng Việt mà các công ty khác ở Việt Nam cũng đang nỗ lực phát triển. Đấy là một cái minh chứng cho cái năng lực của cái đội ngũ trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam bắt kịp với thế giới rất là nhanh chóng. Ngày mai, Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture sẽ tiếp tục với chuỗi đối thoại kết nối giữa các chuyên gia hàng đầu thế giới với giới khoa học trong nước, đội ngũ giảng viên, sinh viên tại các trường đại học lớn về các chủ đề như sinh học nano, y học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong nông nghiệp và năng lượng xanh. Vào tối mai, 20 tháng 12, lễ trao giải VinFuture năm 2023 sẽ diễn ra. Đây là giải thưởng thường niên được trao cho các nhà khoa học, công nghệ, các nghiên cứu đột phá trên toàn cầu. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cách đây vài tháng, các doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa để chuẩn bị cho cao điểm cuối năm. Năm nay sức cầu yếu nên tiêu thụ hàng hóa dịp Tết dự báo chỉ tăng nhẹ, nên doanh nghiệp vừa chuẩn bị vừa lắng nghe tín hiệu của thị trường. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai. Mời quý vị theo dõi.